Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của MinterQ Tools. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong cái khung giờ quen thuộc 19:30 và 4 ngày mình lên một video. Như thường lệ chúng ta sẽ đi vào chuyên mục số 1, những dụng cụ Hands Tool. Đầu tiên với chuyên mục Hand Tools hôm nay chúng ta đến với một cái tô của Rock Island. Nó cũng tương tự như cái trong kỳ vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn. Nhưng cái cây này thì nó sẽ có những cái vết tích thương binh. Cụ thể như thế nào mình sẽ đi vào chi tiết. Em mình quay gần lại cho các bạn xem. Tình trạng hoạt động bình thường, ra vào ok. Vẫn là thiếu cái tay quay cho cái con tán lóc đế, tem đầy đủ ha, tem còn đầy đủ. Và trọng lượng cái tô này nó rơi vào khoảng tầm 32 kg nha các bạn. Có đế xoay, đế xoay hoạt động bình thường các bạn. Tí nữa mình sẽ lật cái phần đế này các bạn xem, ốc lóc đế còn đầy đủ ha. Rock Island, mã của nó là NO 574. Con này thì khá là sâu tuổi, một cái vết mẻ trên hàm, một cái vết mẻ trên hàm, những cái vết cấn, bên đây nó thiếu một cái con ốc nè, cái này mình sẽ bổ sung cho các bạn, khi bạn nào mà chốt sản phẩm này mình sẽ bổ sung cái con ốc bên này ha. Bên đây nó có mẻ một cái vết, nó mẻ một cái vết trên phần đỡ hàm của Eto, đây nó mẻ phía trong này, mẻ phía trong này. Ở ngay phần thân di chuyển này nó mẻ chóp đuôi đây nè, mẻ chóp đuôi này đây. Và giá giao lưu cho các bạn cái tô này là 2.300.000, giá rẻ mỗi ngày ha. Nhắc lại ha, cái tô này khác cái của video vừa rồi nha các bạn, 2.300.000 thôi. Các bạn có một cái Eto chuẩn Mỹ, trọng lượng 32 kg, có đế xoay, hàm là 115 mm, tương đương với lại 4.5 inch. Và ông bà ta ngày xưa có câu là ngọc nát còn hơn ngói lành ha. Cái Eto này mình hoàn toàn có thể khắc phục nó lại với những cái khuyết điểm vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn. Nhưng tại sao mình không làm? Thứ nhất là nó sẽ đổi chi phí cái tô lên, khiến cho một số các anh em thợ và một số các bác không tiếp cận được với cái tô Mỹ chất lượng như thế này. Chính vì vậy mình quyết định là sẽ giao lưu với cái mức giá tốt nhất có thể để anh em về chúng ta tự làm, tự khắc phục những cái lỗi như mình vừa chia sẻ, hoặc để nguyên như vậy sử dụng vẫn được. Nếu những anh em chúng ta không quan trọng về cái hình thức bề ngoài, mà chúng ta quan trọng về cái giá trị cốt lõi của một cái tool phục vụ cho công việc thực sự ha. Độ rơ hàm của nó gần như bằng không các bạn, độ rơ hàm gần như bằng không, và tình trạng của nó là chưa được sử dụng tại Việt Nam, hàng bãi mang về chưa hề qua sử dụng tại Việt Nam nha. Lưu ý cái điều đó hết sức quan trọng. Và giá của nó chỉ có 2.300.000. Các bạn có một cái Eto chuẩn Mỹ, trọng lượng 32 kg, có đế xoay, hàm kẹp với cái size vừa phải sử dụng, một cái mức giá phải nói là cực kỳ hấp dẫn, mà các bạn không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Mình khẳng định với các bạn là tình trạng của nó về chúng ta chỉ việc, nếu chúng ta muốn để nguyên và sử dụng vẫn được ha, chúng ta chỉ vệ sinh sạch sẽ cái phần mà những cái nước sơn bị sơn phủ lên thôi, trục vít me thì đã kiểm tra ok, bình thường, hoàn toàn bình thường. Hàm răng thì cũng còn tương đối ha, tức là mình kẹp phôi vẫn còn được tốt. Những chỉ là những bạn nào mà chúng ta thích restore, chúng ta quan trọng quá về cái hình thức bề ngoài, thì chúng ta có thể restore phục dựng lại theo sở thích cá nhân. Là chúng ta xử lý lại những cái vết mẻ trên hàm, trên thân nhẹ nhẹ, ok, bổ sung cái phần tay quay, đánh sạch sẽ nước sơn đi, nước sơn bị sơn phủ đó, đánh sạch sẽ đi là ok. Đây cái phần đế đây các bạn,
một con Eto Gang của Mỹ và cái đét khoảng năm 1940 mấy ha. Đây bản lốc đế, mặt đế đồ đầy đủ, mức giá cực kỳ hấp dẫn, và đó là cực kỳ hấp dẫn cho các bạn nào đang quan tâm, đang muốn tìm một cái Eto xịn sò mà giá thì lại rất là bình dân học vụ ha, chỉ có 2.300.000. Các bạn không thể nào đi mua được một cái Eto Mỹ trọng lượng 32 kg, hàm 4.5 inch, vẫn sử dụng cài ngon lành, hoạt động tốt, ra vào bình thường, kẹp phôi, nói chung về đưa lên là cài được liền, kiểu dáng cổ điển nha các bạn, đầu vít me tròn và chất gan đúc những cái con thế hệ đời đầu của Mỹ này, nó rất là dai và nó có cái độ dẻo, chịu được những cái bảo hành khá là tốt, nó là khá là tốt, thích hợp cho các anh em thợ chúng ta sử dụng, mua về sử dụng phục vụ công việc ngay lập tức. Ok, và mình sẽ bổ sung một cái con ốc thiếu ở chỗ này ha. Sẽ tìm cái con ốc, ốc của nó zin, nó răng Mỹ các bạn, răng nó răng 7.8 đó. Đây ốc nó tương tự như thế này, nhưng cái đầu nó là đầu Philip chứ không phải là dẹp như này ha. Ok, đây cái răng nó ngắn như này thôi, 2.300.000. Đây nhắc lại nha, tình trạng cái Eto này là chưa được sử dụng tại Việt Nam nha các bạn, chưa hề được sử dụng tại Việt Nam, hàng bãi về nguyên trạng, chưa có qua vệ sinh hay là mông má hay gì hết, nguyên trạng nó về là như vậy. Và cái con này khi cái tem các bạn đánh sạch ra, nó sẽ có dòng chữ là Rock Island Made in the United States of America. Ok, trọng lượng 32 kg, rất là chất lượng. Thực chất nhìn trong nó bẩn bẩn cũ cũ thế thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó, chúng ta bỏ thời gian để chúng ta mông má đánh rửa vệ sinh sạch sẽ đi, thì nhìn nó sẽ tươm tất ngay và đưa vào sử dụng ngay lập tức được. Ok, thì tiếp tục chúng ta đến với một vài cái mũi vít như mình giới thiệu cho các bạn trong những cái kỳ video trước. Chúng ta có 10 cái mũi vít sử dụng cho những cái súng bắn vít thông dụng, size là 6.3, nấu nôm na là 6 ly cũng được ha. Và chân là chân ngắn, hậu sử dụng cho hầu hết tất cả các loại súng vít có trên thị trường là đều các bạn đều lắp vừa hết. Và giá vẫn là 100.000 cho một bộ 10 cái mũi không có trùng lập ha. 10 cái mũi không có trùng lập từ size lớn size bé. Và thương hiệu chính của nó trong đây là đa số là của Apex của Mỹ. Apex. Một số cây của Vetsel Nhật các bạn. Một số cây của Vetsel Nhật. Có cây này của NAC nè. Một thương hiệu của Nhật. Và những cái đầu dạng nhỏ như thế này giúp cho chúng ta đưa vào những vị trí kẹt là chúng ta bắn rất là tối ưu ha. 100.000 cho một bộ 10 cái mũi vít sử dụng cho súng vít, súng pin, sử dụng xài pin, xài hơi, vân vân. Rất là chắc nha. Chuẩn, mũi chuẩn, tháo không có bị hư ốc vít được của mình ha. Bên cạnh những cái mũi vít thông dụng này thì Mentawy có những cái mũi vít nó đặc biệt ở chỗ nào. Thì trước đây cũng có một số các khách hàng có gọi điện hỏi mình về cái mũi vít. Mình ghi giá được chứ ha, 100k. Về những cái mũi vít đặc biệt sử dụng cho những cái vít đóng của Vetsel. Đây, Vetsel vít, những cái vít đóng của Vetsel. Thì những cái mũi vít này nó thiết kế khá là đặc biệt các bạn. Nó không phải là cạnh lục giác 8 ly như những cái mũi vít đóng thông thường, mà nó thiết kế cái cạnh nó như thế này. Nó chỉ ăn vào một phần nửa cái mũi vít và nó có một cái chốt bi ở trong, nó giữ vào cái khớp này thôi. Của Vetsel này, cho nên nó có ghi Vetsel NO2 là cái size thông dụng nhất mà mình hay gặp ha. Size số 2 nè. Vetsel.
Và những cái mũi này là gần như là chưa sử dụng rồi, à, chưa sử dụng ha. Mũi Vetsel NO số 2. Và ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng cho những cái vít đóng của Vetsel, chúng ta cũng có thể sử dụng cho những cây vít tự động của Vetsel, nó tương tự như thế này rồi. Những cây vít tự động của Vetsel tương tự như thế này nha bạn, chứ không phải là cái này. Cái này của hãng Tokyo, nó xài cái mũi to hơn cái này chút xíu, thì nó cũng có cái rãnh như thế này, tương tự như thế này. Chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta lắp mũi vào, rồi chúng ta buông ra thì nó sẽ giữ cái mũi lại. À, những cái vít tự động của Vetsel, và lưu ý trên thân đóng của Vetsel thì chúng ta sẽ sử dụng được cái mũi vít này. À, mình thấy một số bác rất là vất vả khi mà đi ra bãi tìm những cái mũi vít này, phải ngồi tháo từ những cây vít như thế này mà nó lâu ngày nó rỉ sét trong này nè, phải ngồi đóng đục gõ các kiểu để mà tháo cái mũi ra để mà về sử dụng cho những cái vít tự động. Thì vừa rồi mình thì quay mua được vài bịch thôi, vài bịch. Tình trạng của những cái mũi vít này mới chưa sử dụng, nó chuyên dùng cho vít đóng tự động của Vetsel. Thì cái vít đóng tự động của Vetsel, họ thiết kế cái chân phía trong nó cũng tương tự như thế này ha, nó cũng có một cái rãnh trẻ như thế này. Cái mũi này giao luôn cho các bạn với giá là 15 ngàn một cái ha, 15 ngàn một cái nha. À, lúc cần thì không thấy đâu mà lúc không cần thì lại thấy ha. Bởi nhiều khi có những cái khách hàng họ cần tìm những cái sản phẩm nó đặc biệt nhưng mà không biết ở đâu bán, và trong khi đó một số người chúng ta có mà chúng ta lại quên mất là chúng ta cất giữ nó ở đâu. Ok, 15 ngàn một cái mũi vít của Vetsel. Tiếp tục chúng ta đến với những cái mũi vít này, nó cũng dạng đặc biệt nha các bạn. Mũi vít này cũng một vài khách hàng có đặt câu hỏi và trao đổi với Minh Tư Quy. Cái này nó cũng của Vetsel, một số hãng Vetsel nè, nói chung là của Nhật hết rồi. Nó vẫn là chân lục giác nhưng mà lục giác này có 5 ly thôi cả nha bạn, 5 ly thôi nè, chứ không phải là 6 ly 3 thông dụng nha, của mình nha, 5 ly thôi. Cây mũi vít này nó chuyên dụng cho những cây vít sản xuất lắp ráp trong những cái dây chuyền và những cái vít mà thao tác trong những cái bản mạch điện tử, rồi lắp ghép dây chuyền điện tử rồi ha. Đây là những cái mũi vít chân 5 ly. Và thông thường những cái vít này thì nó sẽ có chức năng cò tự động, khi chúng ta nhấn cái mũi xuống thì nó sẽ hoạt động, chúng ta rút lên thì nó sẽ ngưng, và nó có công tắc đảo chiều trên thân. Và thường những cái vít mà sử dụng cái mũi vít 5 ly này nó rất là nhỏ gọn, thường sản xuất trong những cái dây chuyền sản xuất lắp ráp của Nhật đó, lắp ráp những cái bản mạch điện tử, những cái chi tiết nhỏ gọn đó, thì họ dùng những cái mũi vít, những cây súng vít dạng thẳng dài thân nhỏ gọn, và cái mũi vít của nó chỉ dùng lục giác chỉ có 5 ly thôi. Mà chúng ta đi kiếm cái mũi vít này trên thị trường phải nói là rất là khó khăn. Thì trong cái lô vừa rồi mình tôi mua những cái mũi vít của Mỹ này, thì nó có lẫn một số cái mũi vít của Nhật với chân 5 ly này, và vẫn giao lưu cho các bạn với giá là 15 ngàn một mũi. Đấy, 15 ngàn một mũi ha. Nhiều lúc cần đi kiếm không ra nha các bạn. À, có súng vít mà lại không có mũi vít, thì có súng mà không có đạn là không chơi được rồi. 15 ngàn một mũi. Tiếp tục chúng ta đến với một số cái tay quay mở đầu 3/8 cho là 9 ly 6 ha. Ở đây chúng ta có ba cái thương hiệu, một cây dài nhất này của hãng Snap-on, sản xuất năm 1980 mấy đó ha. Cây này của Snap-on nha, Snap-on cây dài nhất. Đầu nó vẫn là đầu 9 ly 6, đầu 3 phần 8 9 ly 6. Cây này dài 64. Cây thứ hai của hãng Stanley, Stanley Workmaster, vẫn là đầu 3 phần 8 cho là 9 ly 6 nha các bạn. Chiều dài của nó là 37 rưỡi. Và một cái cây cuối cùng này của Walden, Walden một cái thương hiệu khá là sâu tuổi các bạn, dài 42. Ok, và hai cây này đồng giá 150 một cây. Cây dài nhất của Snap-on này 180.000, 150 cho hai cây ngắn đồng giá ha, 150.
cây Snap-on 180.000. Vít lùng vét xeo vẫn còn một vài cây nha các bạn. Giá vẫn là 80.000 một cây, tình trạng là mới tinh chưa sử dụng, vét xeo ra băng. Một số bác thợ máy có chia sẻ với mình là về dùng cái này dùng để sủi ron các bạn. Sủi ron ở chỗ lốc máy này kia đó ha. Tình trạng là mới chưa sử dụng nha. Mới chưa sử dụng. Nói chung là chúng ta có thể ứng dụng với nó với nhiều cái việc, ngoài việc mở những cái con vít lớn ở chỗ nắp nồi mâm lửa đâu ha, chúng ta vẫn có thể ứng dụng với nó với nhiều cái việc cạy bẫy gì đấy. Mạc rôm tình trạng mới chưa sử dụng, vết xeo ra băng 80.000 một cây ha, 80.000 một cây. Một cái bộ này của KTC, một cái bộ đột của KTC 4.5 5 ly 6 ly và một cây móc lò xo cũng của KTC các bạn. Một cái cây móc lò xo ha, móc lò xo. Ok. Cái bộ này Zalo cho các bạn với giá là 300.000. 300.000. KTC Tool. 300.000 cho cái bộ đột của KTC và một cây móc lò xo. Một cái chén cước mới chưa sử dụng của Chuyên Nhân này, tua nó 6.000 vòng một phút, sử dụng cho những cái máy cốt lớn các bạn, từ cốt 16 ly sử dụng cho những cái máy 1,5 tấc trở lên nha các bạn, máy điện hoặc là máy sử dụng khí nén dạng chén. Đường kính cái chén này là nó được 80 mới tinh chưa sử dụng ha. Ok. Cái này nó là cước sắt nha các bạn, chứ không phải cước thau nha. 180.000 cho cái chén cước này. Xà cầy của Watery. Mới tinh chưa sử dụng, size 360 các bạn. Xà cầy On Watery 360. Logo con gà trống, đầu nhổ đinh, đầu nhổ đinh, đầu búa, chiều dài là 360 ha, mới tinh chưa sử dụng. Cái này Zalo cho bạn với giá là 150.000, 150.000. Một vài cái búa nha các bạn. Ở đây chúng ta có một cái cây búa địa chất của Fancy. Fancy máy ra băng, tình trạng cái búa này là mới tinh chưa sử dụng ha. Mới tinh chưa sử dụng. Fancy. Fancy. Cán cầm cao su. Đây. Máy ra băng ha. Máy ra băng. Một cây búa địa chất. Ngoài việc chúng ta khai thác địa chất, chúng ta vẫn có thể dùng nó để gõ sỉ hàng, rất là ngon các bạn. Chất thép đúc khá là cứng ha, gõ những cái sỉ hàng sau khi chúng ta hàng xong, mấy hàng que xong nó có những cái sỉ, chúng ta cũng dùng gõ sỉ hàng rất là gọn, rất là ngon. Mới tinh chưa sử dụng nha. Cái búa này Zalo cho các bạn với giá là 120.000, 120.000. Một cây búa bi, một cây búa bi kiểu dáng nó giống như là rất là giống búa Mỹ các bạn. Chúng ta nhìn cái phần niêm cán nè, niêm dọc và niêm xéo luôn ha. Không thấy logo nhưng mà cái kiểu dáng thiết kế đầu búa như cái dạng đúc và phần cán cũng vậy ha, phần cán cũng vậy, rất là giống cái dáng búa Mỹ nhưng mà mình chưa khẳng định nó là búa Mỹ hay không. Ok, ở đây nó có chữ pi, chữ pi và số 10 đóng chìm vào trong cái thân số 10 và chữ pi. Ok, là búa bi đó ha, búa bi. Ok, cây búa bi này Zalo cho các bạn với giá là
150.000. Một cây búa tiếp theo khá là đẹp nha các bạn ha, còn tem còn mát đầy đủ, có hiệu lò ha, và chất thép của nó phải nói là còn rất là đẹp, chất thép còn rất là đẹp các bạn, xanh âm luôn. Một cái dạng búa như kiểu các bác làm cũng cái dạng búa giống như là búa khai thác đá đó các bạn, để chặt kẽ đá rồi ha, chặt kẽ đá rồi đó. Thì ngoài cái việc mà thao tác như thế, chúng ta cũng có thể ứng dụng với nó để chúng ta gõ sỉ hàng với cái cạnh dẹp của nó đây. Được thiết kế hai cái cạnh nó vuông góc với nhau, vuông góc với nhau khá độc đáo ha. Chất thép còn xanh âm luôn, có hiệu lò nha, cái hiệu lò đóng trong thân luôn. Ok, cái búa này cũng giao lưu cho bạn với giá là 150.000. Cân trọng lượng một cái nha, để cho chúng ta hình dung được, tại nhiều khi các bạn xem qua màn hình chúng ta không hình dung được cái trọng lượng cái búa nó bao nhiêu. Trọng lượng của cây búa này là 391g, 391g, chiều dài tổng thể từ cán tới đầu của nó là 33 cm. Cây búa bi trọng lượng của nó là 598g, 598g, chiều dài từ đầu búa là 34 cm, 34 cm. Cụ như kiểu chúng ta dùng để sủi ron, ủi ron này kia ha, có thể tra thêm cái cán dài để chúng ta thao tác. Và cái này nó của hãng Steck, made in Germany, Quest, made in Quest Germany ha. Và cái lưỡi sủi của nó chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái lưỡi chung với cái lưỡi da rục giấy đó các bạn, chúng ta xài hết, chúng ta thể thay thế bằng cái lưỡi da rục giấy ha. Đây là cái phần bảo vệ lưỡi thôi, bảo vệ an toàn. Ok, Steck. Cái dao sủi này giao lưu cho bạn với giá là 90.000. Một cây súng bắn silicon của Nhật, thương hiệu là SPG, made in Japan. SPG, made in Japan ha. Ở đây cũng có đóng made in Japan nữa các bạn. Tình trạng hoạt động tốt, khá là chắc chắn chứ không ọp ẹp như những cái loại là chúng ta hay thấy trên thị trường đâu nha. Khá là chắc chắn, cái này có qua sử dụng rồi nha các bạn, nhưng mà còn khá đẹp. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 100.000, 100.000. Ở đây chúng ta có một cái lỗ để chúng ta cắt cái ống keo, một cái cây ti để chúng ta chọt cái ống keo khi chúng ta sử dụng nó không hết á, chúng ta để lâu thì cái phần đầu của ống keo nó sẽ bị khô lại, và họ thiết kế cho chúng ta những cái tính năng ưu việt như thế. 100k, những cái đường gân dập này nó giúp cho cái tone nó cứng hơn ha, cảm giác nó khá là dày cứng rồi. Chiều dày của nó lên tới gần 1 ly á, tone dày gần 1 ly ha, khoảng 8 gen. Ok, 100k cho cái súng bắn keo silicon của SPG Nhật. Một cái combo cơ khí khá là mập, khá là mập mạp các bạn. Chiều dài của cái combo cơ khí này là nó là 21 cm ha, 21 cm. Tình trạng đầu mũi rồi còn khá là ok ha, khá là ok, rất là dày mập chắc chắn ha. Ok, cái combo cơ khí này giao lưu cho bạn giá là 180.000. 180.000. Một cái kéo thép đúc của Mỹ, một kéo thép đúc của Mỹ, thương hiệu là Sinos.
Chiều dài của cái kéo này nó lên tới 30 cm nha các bạn, 30 cm. Mét tin giữa xây ha, giữa xây là một cái kéo chuyên để cắt những cái dây đai thép ha, dây đai thép để chằng những cái thùng hàng đó, thùng hàng gỗ, ván, tông. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể dùng nó để chúng ta danh cắt những cái mép cạnh của ton ha. Và nhắc lại công việc chính của nó là chuyên để cắt những cái dây đai thép thùng hàng. Thiết kế là thép đúc rất là dày dạn và chắc chắn nha các bạn, rất là dày dạn và chắc chắn. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 350.000. Tục chúng ta đến với hai cái dũa bán nguyệt, một cây của Úc và một cây của Mỹ, với hai cái thương hiệu là Wilshire và Nick Johnson. Cây Nick Johnson của Mỹ này được sản xuất tại Canada nha các bạn. Còn này, cái này là hàng nội địa của Úc, sản xuất tại Australia. Chiều dài thì hai cái nó bằng nhau, nhưng mà cái độ thô, độ mịn khác nhau. Cây Nick Johnson này nó mịn hơn, cái này nó mịn hơn ha. Còn cái cây này là nó thô hơn, thô hơn. Chiều dài của hai cây dũa này không tính phần tra cán nha các bạn, khoảng 31 cm. 31 cm, 31 cm ha. Đây, cái này nó thô hơn ha, cái này thô hơn. Và đối với những cái sản phẩm mà hàng nội địa của Úc thì chất lượng nó cũng rất là kinh khủng nha các bạn. Cái này của Nick Johnson sản xuất tại Canada ha, Canada. Cả hai đều là dũa bán nguyệt. Bề bản của cây Nick Johnson này nó hơi to hơn một chút xíu, nó to hơn một chút xíu. Nơi to nhất của nó là 30. Cái cây của Úc này thì nó khoảng 28 rồi, nhỏ hơn 2 ly thôi. Chiều dài thì nó tương đương, tương đồng. Và giá giao lưu cho các bạn là 180.000 cho cây của Úc và 200.000 cho cái cây của Nick Johnson. $180.000 cho cái cây của Úc. Tiếp tục chúng ta đến với một cây mỏ lết của Paco, size 10 inch. Size 10 inch. Paco 72 các bạn. Những cái dòng mã này là thuộc dạng đời đầu, những con đời đầu, thân đúc mập ha, đúc mập May Sweden. Và lý do tại sao chúng ta phải sưu tầm và sử dụng những cây mỏ lết của Paco, đặc biệt là những cây thế hệ đời cũ, một lý do rất đơn giản, đó là vì Paco Sweden, Paco Sweden bây giờ là không còn sản xuất ở Sweden nữa các bạn. Những thương hiệu, những sản phẩm của Paco thế hệ đời mới sau này các bạn sẽ không thấy cái dòng chữ Made in Sweden nữa ha, không thấy chắc dấu hiệu cái dòng Made in Sweden nữa. Các bạn chỉ thấy chữ Paco và cái logo hình con cá thôi ha. Ok, size 10 inch tức là khoảng 250 mm. Tình trạng là miệng còn khá độ rơ, có rơ ha. Và một cái nét đặc trưng của Paco Sweden đó là cái con lăn này thiết kế theo cái chiều lăn ngược với tất cả những cây mỏ lết nào mà chúng ta thấy có trên thị trường. Đó là một cái nét độc quyền của mỏ lết Paco Sweden. Và thêm nữa là một cái nét đặc trưng nữa là chất liệu những cây mỏ lết này là đều bằng thép đen, sử dụng trong ngành công nghiệp nặng, thích hợp cho anh em chúng ta cày cấy rất là ngon rồi, thích hợp cho các bạn chúng ta cày cấy rất là ngon. Những cái vết cấn cấn ha, cấn trên lưng này trong quá trình sử dụng này.
con lăn cũng còn đẹp ha, con lăn cũng còn khá đẹp. Ok, Camolot của Paco này Zalo cho bạn với giá là 200.000, 200.000. Một cái cây mỏ lết 18 inch của Crescent Mỹ, chất liệu là thép rèn đúc dập khuôn, vẫn là thép đen à. Một cây mỏ lết khá là to bự. Trên lưng có những cái vết bạo hành ha, những vết hằn trên lưng ngựa quan. Những vết hằn trên lưng ngựa quan đó các bạn à, những cái vết bạo hành của anh chủ trước ha, anh không có nâng niu gì hết, anh bạo hành thôi. Cái này được sản xuất ở Russian Tool Company, Jamestown, New York, Mỹ. Patent. Cái này nó cũng chất liệu nó là thép đen nha các bạn. Con lăn cũng còn rất là đẹp đây nè. Các phần gai trên cái con lăn này nó còn thể hiện khá là rõ nét ha. Rất là rõ nét. Chiều dài của cây này là nó khoảng 450, 450 chính xác nó là 470 nha các bạn. Chính xác nó là 470. Một cái điều mà đặc trưng mà chúng ta hay thấy ở những cây mỏ lết Mỹ đó là cơ bắp mập. Đây cái hàm nó to, dày tới 26 lận. Dày tới 26, 27 mm. Ở trên hàm nó có một cái vết mẻ rất là nhỏ đó các bạn. Đây ha. Một cái vết mẻ nhỏ ở trên hàm đây. Độ mở hàm tối đa, độ mở hàm tối đa của nó lên được tới 53 ly các bạn. 53 ly ha. 53 ly. Những cái con vũ khí hàng nặng này chuyên để chúng ta mở những cái đồ lớn. Ok. Một cái lực nó là rất là cơ bắp. Crescent. Thép rèn đúc dập khuôn ha. Cái cây mỏ lết 18 inch của Mỹ này giao lưu cho các bạn với giá là 900.000. Này, con lăn nó còn khá đẹp ha. Inch, chiều dài 470 mm, rất là to bự ha. Phải nói là nếu mà cùng kích thước với một cái cây mỏ lết của Nhật hay là của Paco chẳng hạn, thì cái cây Crescent Mỹ này nhìn nó to kịch cỡm và cơ bắp hơn rất là nhiều các bạn. Trọng lượng nó có thể nặng gần gấp đôi luôn ha, rất là cơ bắp, đúng theo chất cơ bắp Mỹ. Một cây kéo với thương hiệu là Two Acer Brand. Logo là hai cái cây búa nó bắt chéo lại với nhau các bạn. Two Acer Brand. Cây này là thuộc thế hệ đời đầu, đời cổ của Trung Quốc sản xuất ha, của Trung Quốc sản xuất. Nhưng mà chất thép cắt cũng khá là ngon nha các bạn. Chất thép cắt khá là ngon. China. Tình trạng còn khá đẹp. Kiểu dáng nó thiết kế nó giống như những cái kéo của Anh hay là của Đức. Với kiểu dáng thiết kế tương tự. Và độ bén của lưỡi còn khá tốt. Độ bén của lưỡi còn khá tốt. Ok, độ bén của lưỡi còn khá tốt. Chiều dài của cái kéo này, chiều dài cái kéo này lên tới 26 cm rồi, khoảng 26 cm. Ok, cái kéo cắt to này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000.
180.000. Two asset brand. Một cái sợi dây thun, không biết là dùng để chằng cho cái chi tiết thiết bị nào thì mình chưa có điều tra được hết, nhưng mà chỉ biết là nó được sản xuất ở Mỹ. Shiro Shiko Shiko Shiko. Chiều dài của sợi thun chằng này là được khoảng 55 các bạn, 55 cm. Với hai cái móc hai đầu, độ đàn hồi còn rất là tốt. Độ dày của sợi thun này là nó được 7 ly. Độ dày 7 ly, hai cái phần đầu thì nó sẽ đúc to và dày hơn. Mé tiền giữa xây. Cái sợi thun này giao lưu cho các bạn với giá là 100k. 100k. Với những cái chất liệu mà cao su của Mỹ dùng để làm dây thun hay là những cái thiết bị đặc biệt nào đó, thì mình có xem được một cái chia sẻ ở trên cổng thun này, họ ghi rất là nhiều cái thông tin warning nha các bạn. Measurement Street 36 inch. Thì một cái thông tin chia sẻ đến các bạn là tức là những cái chất liệu cao su mà người Mỹ họ sử dụng, họ hay dùng cái công nghệ là khử bằng ozone, với mục đích là họ nói là nó sẽ giúp cho cái cao su nó chống bị lão hóa, ăn mòn bởi cái thời tiết, điều kiện khí hậu bình thường vân vân, và giúp cho cái tuổi thọ của cái cao su nó sẽ bền với thời gian, giống như một số cái chất, một cái vị trí giống như là những cái bánh xe cao su của Mỹ, chúng ta cũng thấy cảm giác nó bền hơn những cái cao su của Nhật hay là của một số quốc gia nào khác họ làm. Đó là cái bí quyết công nghệ riêng của mỗi người, thì mình chưa có thời gian mình tìm hiểu sâu hơn nữa, chỉ biết nôm na ngắn gọn như thế. Và các bạn nào chúng ta am hiểu hơn về cái công nghệ này, chúng ta có thể để lại bình luận để chúng ta cùng chia sẻ với mọi người những cái kiến thức hay ho như thế. Ok, một cái thùng quân y, một cái thùng quân y, một cái thùng quân y các bạn. Và cái hàng này là không phải về từ Nhật mà được về từ Singapore. Thì như các bạn biết là Singapore là một cái đảo quốc mà họ sử dụng đa số là hàng của châu Âu và Mỹ, rất là xịn sò, xài đồ xịn không à. Cái thùng này các bạn thấy là nó có cái điều gì đó nó đặc biệt hơn những cái thùng đạn của Mỹ. Thứ nhất là nó sơn một cái màu sơn rất giống với cái màu sơn của quân đội Anh hay là quân đội Đức họ hay dùng, nó không phải thiên về một cái xanh úa cỏ úa như kiểu Mỹ ha. Thứ hai là cái phần móc nắp nó được đóng mở bên hông như thế này, và bên trong nước sơn zin của nó còn khá đẹp bóng. Nó được chia ra làm hai ngăn, hai ngăn, một cái kéo, một cái kéo này là chất liệu là inox stainless, dùng để cắt bông băng đó các bạn, dùng để cắt bông băng tương tự những cái kéo mà màu xanh xanh trước đây mình TV có giao lưu cho các bạn đó ha, dùng để cắt bông băng để dùng sử dụng ứng dụng trong cái ngành y tế. Một cái băng thun này giống như kiểu băng thun garo đó các bạn, để chúng ta dùng để garo vết thương, bông băng garo chia ra hai hộp như thế này thì chúng ta dùng để đựng đồ nó rất là tiện ích ha. Phía trên này thì họ chỉ chia phân nửa thôi, phía trên này chúng ta có thể để những cái đồ dài được ha. Hoặc là các bạn có thể thiết kế thêm một cái ngăn nào đó cho nó nữa. Tuy nhiên cái phần ton của cái thùng này nó cũng khá là dày nha các bạn, phần ton nó khá là dày á, chiều dày cái thùng ton này là khoảng một ly, một ly chiều dày của nó là một ly hai các bạn, có thể là tính luôn cả cái phần sơn phủ nó thì nó dài 1 ly 2. Và những cái thùng này ứng dụng mà rất là tốt cho các bạn nào chúng ta đang có ý tưởng là muốn lên một cái cặp thùng hông cho xe, chúng ta có thể bắt hai bên xe một cái cặp thùng
như thế này. Đây dưới chân nó có bốn cái ngấm và các cái cạnh góc này họ cuốn mép nữa, rất là ok ha. Hai cái bản lề phía sau, hai bản lề phía sau. Một cái thiết kế này nó cũng giúp cho cái việc mà chống nước nó cũng hiệu quả hơn ha các bạn. Đây cái miệng nó họ vuốt lên, nó âm vào trong, nó âm vào trong cái này. Tuy là nó không có ron chống nước như những cái thùng đạn mà chúng ta hay thấy của Mỹ ha, nhưng mà nó thiết kế cái kiểu này nó cũng giúp chống nước được tốt tối ưu nhất. Rất thích hợp cho các bạn nào chúng ta đang có ý tưởng làm hai cái thùng đựng tool hai bên xe, thiết độ xe theo kiểu A Mỹ ha. Khá là dày dặn và chắc chắn. Kích thước cái thùng như sau, chiều dài của nó là 28, chiều cao của nó là 18 và chiều ngang của nó là 15,5 các bạn, 15,5. Trọng lượng của cái thùng này, trọng lượng cái thùng này là 2,5 kg nha các bạn. Cái thùng này nó nặng 2,5 kg, chứng tỏ cái tôn nó cũng khá là dày ha. Và các bạn biết rồi, những cái đồ gì được sản xuất cho quân đội thì chất lượng nó phải được tối ưu nhất ha, chất lượng phải tối ưu nhất. Chất liệu của cái thùng này là bằng tôn mạ kẽm và còn được sơn phủ thêm một cái nước sơn bảo vệ nữa. Quân y nhớ nghề cũ, nhớ nghề cũ. Ok, cái thùng này giao lưu cho các bạn với giá là 250.000. 250.000. Và hiện tại là mình còn 6 cái thôi các bạn. Còn 6 cái thôi. 250.000. Đựng tuôn rất là ngon các bạn. Dày dạn và chắc chắn. Dày dạn và chắc chắn. Họ dập cuốn mép như thế này. Hai đầu dày. Thùng không có bị cấn mớp gì hết. Rất là dày dặn. Đựng tuôn cực ngon. Một cái dụng cụ dùng để gấp đồ, đặc biệt là trong cái lavabo hay là những cái đường ống gì đấy ha, gấp những cái dị vật. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể dùng để gấp tuôn trong những cái vị trí góc kẹt, góc hẹp nào đó nha các bạn. Gấp rất là ngon nha, gấp rất là ngon. Lụm ốc vít này, trong kẹt, trong góc đồ ha. Ok, gấp rất là ngon, chắc chắn. Với bốn cái chân kẹp nó cho chúng ta thao tác ở nhiều cái vị trí và những góc kẹp rất là ngon. Chiều dài của cái dụng cụ kẹp này là nó được 61 cm các bạn. 61 cm. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 80.000. Tiếp tục chúng ta đến với một cái combo đội kích thủy lực có tên là Riken Osaka. Tức là cái tay bơm thì của Riken nhưng mà cái đội thì của Osaka các bạn. Và cả hai này là cùng cha khác ông nội ha. Đều là sản xuất tại Nhật. Tình trạng cái tay bơm rất là đẹp, khá là mới. Dây zin khoảng 2m ha. Cái đội này tải trọng nó 10 tấn và nó được kết hợp nhiều cái công việc. Chúng ta có thể lắp vào cái dàn khung để chúng ta ép có ren ở đây nha các bạn. Và chúng ta cũng có thể kết nối với những cái tay để chúng ta xử lý cho những cái tình huống, xử lý những cái xe tai nạn đó, những phần chân ren để đội kéo ép gì đó ha. Đây cái đầu nó xài cái viên bi thôi, ta lại lắp vào đó, rất là đơn giản. Ok, và tình trạng cái ti còn rất là đẹp, đã kiểm tra hoạt động tốt, có lò xo hôi. Nhớ lại tải trọng của nó là 10 tấn và chiều cao tối thiểu của cái đội này hiện tại là nó đang hạ hết mức xuống thì nó chỉ cao có 13 cm thôi các bạn. 13 cm, hoạt động hoàn toàn bình thường, hoạt động hoàn toàn bình thường.
rất là nhạy ha, rất là nhạy, ti rất là đẹp. Đây là cái chiều cao tối đa của nó các bạn. Cái chiều cao tối đa chúng ta không tính cái mặt trên này nhé, không tính cái mặt trên này. Chiều cao tối đa của cái đội này là nó được khoảng 50. 50. Đường kính của cái ti này là 38 ly, 38 ly. Phần lỗ ren phía trong nó có thể âm xuống được 17 ly. Ok. Nhắc lại ha, tải trọng của nó là được 10 tấn, 10 tấn. Hoạt động hoàn hảo. Rất là ok. Dây rồi còn khá đẹp ha. Áp tối đa của nó là 700 kg, áp tối đa của nó là 700 kg các bạn. Đây. Cái tay bơm của Riken này còn rất là đẹp ha. Nhỏ gọn. Ok. Cái bộ đội thủy lực này Zalo cho các bạn với giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Làm cái nữa coi. Rất là nhẹ nhàng. Ok. Dây đâu còn khá đẹp ha. Không có bị sứt sẹo cái phần vỏ bảo vệ. Hai cái vòng đệm, hai cái lò xo đệm đỡ hai đầu còn đầy đủ. Chiếc gió. Tiếp tục chúng ta đến với một cái bộ chân kê cố định. Chân kê cố định cân bằng. Đường kính của cái phần bu lông này là nó 16 ly nha các bạn. Bu lông 16 ly. Phần mặt mặt đế phía dưới là 63 ly, tính luôn cả phần đệm cao su ha. Chất liệu của nó giống như là inox à. Không hết 500 nha các bạn. Không hết 500 ha. Nè. Không hết 500. Ok. Inox không hết 500. Những cái phần rỉ sét này có thể nó dính từ cái chi tiết khác thôi. Này mình phủi đi nên là nó sạch đi. Chưa vệ sinh, tình trạng nguyên zin chưa vệ sinh. Chiều dài của mỗi cái chân này. Chiều dài của mỗi cái chân này là nó được khoảng 130. 130. Chiều cao mỗi chân này là 130. Nhắc lại đường kính của cái bu lông này là 16 ly. 16 ly. Ok. Cái bộ này giúp chúng ta đặt những cái chi tiết máy móc thiết bị vân vân. Đặt với thời gian lâu và chúng ta có thể điều chỉnh cái độ cân bằng cao thấp. Tùy theo cái mặt phẳng sàn mà chúng ta đặt á, có thể là nó sẽ không cân bằng thì chúng ta dùng những cái chân đặt cân bằng này để chúng ta điều chỉnh cái độ cao thấp cho nó cân bằng cái chi tiết của mình, máy móc thiết bị gì đó hoặc là bàn thao tác vân vân. Hoặc là các bạn chúng ta có thể lắp để hỗ trợ cho những cái bàn hay là những cái máy móc nào nó có bánh xe di chuyển mà chúng ta không muốn đặt cái bánh xe mình nó cố định lâu ngày thì nó gây biến dạng cái bánh xe, nó gây hỏng hóc cho cái bộ phận mặt đạn hay là phần bánh xe nó có vùng đệm cao su, nếu chúng ta đặt một trọng lượng nặng lâu ngày thì nó sẽ gây biến dạng cái bánh xe. Thì chúng ta cũng có thể lắp cho nó bốn cái chân trụ cố định như thế này để khi mà chúng ta vặn vu lông thì nó sẽ đội hỏng cả cái bánh xe mình lên, nó giúp bảo vệ cho cái bánh xe nó được không có bị hỏng hóc khi chúng ta đặt thời gian lâu ngày. Đơn giản vậy thôi. Cái bộ này Zalo cho các bạn với giá là 200.000. 200.000.
chất liệu inox không hít 500 nha các bạn. Thích hợp cho chúng ta sử dụng trong những cái môi trường ẩm thấp vân vân. Và phần đệm này nó có phần cao su khá là dày chắc, nó cũng giúp phần nào đó chống rung lắc hay này kia ha. Ok. Chỉ có một bộ duy nhất nha. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một vài cái sản phẩm mà thuộc dạng thanh lý. Ok. Tại vì sao chúng ta có cái một thanh lý này? Tức là một vài cái sản phẩm nó sẽ có những cái lỗi hỏng hóc nào đó, và mình sẽ cố gắng mô tả chi tiết thật kỹ để các bạn chúng ta cân nhắc trước khi chúng ta lựa chọn những sản phẩm thuộc cái dạng chuyên mục thanh lý, xem khả năng mình có thể khắc phục được hay không, và cái sản phẩm nó có phù hợp với cái công việc của mình yêu cầu hay không. Thì đầu tiên chúng ta có một cái tăng cáp. Tăng cáp cái này của Mỹ nha các bạn, cái thương hiệu này của Mỹ, tình trạng là nguyên zin, chưa có dọn dẹp vệ sinh gì hết. Đây, Mazdam. Tải trọng của nó đây thì ghi là 2 tấn ha, tải trọng của nó là 2 tấn, Mazdam của Mỹ nha các bạn. Mazdam. Tải trọng của nó là 2 tấn và tình trạng là cái phần tay lắc này nó đang bị đè ép, và trong quá trình nó vận chuyển về nó đang bị cong. Nó hơi bị vên chút xíu, thì chúng ta về chúng ta nắn cái tay lại và chúng ta vệ sinh lại các cái phần chi tiết khác. Cáp thì nó không có vấn đề gì hết. Cáp này thì nó được 5 ly. Cáp 5 ly. Up down. Lò xo nè, vệ sinh sạch sẽ lại cho nó bung nhẹ hơn, cũng như là tra dầu vào các cái chi tiết. Ok. Cái tăng cáp của Mỹ tải trọng 2 tấn này giao lưu cho các bạn với giá là 300.000. Giá thanh lý 300k. Cái thông thường thì những cái loại tăng cáp này thì dây cáp nó cũng không dài lắm nha các bạn. Dây cáp nó khoảng tầm 1,5 m, mét rưỡi gì đó thôi. Thì chúng ta muốn dài hơn thì chúng ta sẽ nối dây, chúng ta rút dần. Nước mạ kẽm của nó cũng còn vàng vàng nữa ha. Tuy nhiên là cái phần tay lắc này nó bị đè ép, nó bị hơi bị vên. Chúng ta về chúng ta phải nắn lại. Hai cái móc cẩu hai đầu còn đầy đủ ha. Cái móc này nó chạy qua cái đồng rọc, nó chạy qua cái đồng rọc động, là nó giúp giảm cái lực kéo chúng ta. Ok. Tải trọng họ ghi trên cái cán này là 2 tấn nha các bạn. Đây. 2 tấn. Mazdam. Ok. Một cái đội móc của Osaka. Một cái đội móc của Osaka. Đội cơ nha các bạn. Chiều cao tối đa của nó là khoảng 41. Mã của nó là 2513, NG2513. Tức là đẩy được 25 tấn và móc được 13 tấn, tức là phân nửa tải trọng ha. Cái phần móc của nó còn rất là đẹp nha các bạn, và bằng thép. Cái càng móc này bằng thép ráp. Một cái lỗi của nó là cái phần đế đây nó bị nứt trong quá trình vận chuyển đó, nó bị rớt quăng vật gì đó, nó cấn ở đây các bạn thấy không, một cái dấu cấn ở cái mũi này nè, thì nó dẫn tới cái việc nứt cái phần đế này. Tuy nhiên cái việc nứt này nó cũng không có đáng quan ngại bằng cái việc mà nó nứt cái phần chân này. Đây, mình bỏ xuống cho các bạn xem nha. Đây, cái càng móc này là hoàn toàn bình thường ha, rất là dày nặng. Đây là cái mặt đội phía trên, đây là cái phần móc, không có bị quá tải, không có bị biến dạng gì hết nha các bạn. Cái này là thép họ ráp mí với nhau bằng cái đường hàn kết nối nè. Rất là dày. Dặn và chắc chắn ha. Ok, sơn zin nha. Đây, mã là NG2513. Cái vị trí nó bị cấn nứt ở đây. Cái này chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể hàn lại, xử lý cái phần này lại. Nó chứa là cái bề mặt chân.
để nó tạo cái độ vững khi cái đội nó đẩy lên cũng như là nó móc nâng cái càng lên thôi. Đây là cái dạng đội cơ hoàn toàn, nó đội cơ hoàn toàn, và cái bộ nhông trong này mình cũng đã kiểm tra rồi, rất là đẹp các bạn. Thì chúng ta quay xuống, hoạt động hoàn toàn trơn tru mượt mà. Và theo nhà sản xuất công bố thì cái phần thân này nó cũng được làm bằng chất liệu thép đúc, rất là chắc chắn và đáng tin cậy hơn cái dạng đội thủy lực ha. Thì nó không, nó bị xì, không sợ xì phốt hay là sử dụng trong một số cái điều kiện gì đó. Và cái việc bảo quản bảo dưỡng của nó cũng hết sức đơn giản hơn cái dạng đội thủy lực. Đây đây là cái vị trí mà chúng ta đáng quan ngại là ở đây nè, tem warning, tem thông số ha, đường kính, hành trình, tải trọng vân vân. 25 tấn là lực đẩy và lực móc là 13 tấn. Đây cái vị trí này nó bị quăng vật các bạn, nó bị nứt một cái chân này, một cái chân chịu thế này. Cái này về chúng ta cũng có thể hoàn toàn chúng ta hàn kết nối lại ha, xử lý lại cái phần này. Còn mặt dưới này thì khá là ok. Đây. Về ưu điểm của cái đội cơ thì chúng ta thao tác được trong rất là nhiều cái tình huống và nó chịu được những cái điều kiện khắc nghiệt, không phụ thuộc vào cái nhiệt độ hay là gì đó, và cái chi phí bảo dưỡng nó cũng thấp hơn là những cái dạng đội thủy lực. Đó là cái công bố của nhà sản xuất, chi phí bảo dưỡng nó thấp hơn và nó đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên những cái lỗi giống như là mình vừa chia sẻ cho các bạn đó ha, đây một cái đường nứt ở đây, chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta hàn kết nối xử lý lại. Và nó ưu điểm là chúng ta hoàn toàn tháo rời được những cái chi tiết này ra để chúng ta vận chuyển, hoặc chúng ta không sử dụng chức năng móc thì chúng ta có thể bỏ cái càng móc ra, chúng ta chỉ dùng chức năng đội đẩy thôi. Ok, 25 tấn vẫn đẩy tốt, hoạt động bình thường nha các bạn. Bộ nhông thì còn rất là ok. Tí nữa mình sẽ ráp nó vào cho các bạn xem. Đây là cái dầu như là cái mỡ bò nước mà mình xịt và mình bảo quản nó thôi. Ok, khá là nặng. Ok, đối với cái việc mà chúng ta đẩy lên thì hoàn toàn bình thường, nhưng với cái chi tiết mà bị nứt cái chân này thì các bạn chúng ta nên khắc phục lại để nó tối ưu với cái việc thao tác chúng ta móc lên ở cái tư thế này ha. Đó là cái điều mình chia sẻ cho các bạn. Và cái đội đẩy móc 25 tấn 2513 của Osaka này với trọng lượng 59 kg giao lưu cho các bạn với giá là 2.500.000, 2.500.000. Đây là cái hành trình tối đa của nó ha. Khi chúng ta ráp cái phần móc vào thì tổng chiều cao của nó lên tới được khoảng 47 cm nha các bạn, 47 cm. Ok,
Ở đây chúng ta có thể thắp lắp thêm một cái tay công để chúng ta thao tác, chúng ta nhấp nhả ở một số cái vị trí mà chúng ta không thể xoay được. Khi chúng ta thao tác với đầu nặng, chúng ta đút cái tay công vào đây, chúng ta nhấp nhả như thế này, như kiểu cần tự động mình vậy đó ha. Cái nhông là mình đã kiểm tra hết rồi, các cái bộ nhông chó xoay thao tác kia là còn rất là đẹp, còn rất là đẹp. Đây, nhắc lại tổng trọng lượng của cái đội này là 59 kg, mã là NG2513, giá thanh lý cho các bạn là 2.500.000, thì khoảng tầm hơn 40.000 một ký vậy đó, cũng xem mấy giá thanh lý và bãi. Ok, rất là nặng quá. Đối với chương mục số 2, chúng ta sẽ đến với đầu tiên, chúng ta đến một cái sản phẩm sử dụng điện. Đây là một cái bồn dùng để rửa các cái chi tiết linh kiện cơ khí, máy móc, vân vân. Nói chung là rửa tool, và nó có một cái hệ thống bơm dầu bên đây, bơm tưới tuần hoàn, bơm tưới tuần hoàn. Kích thước của cái bồn này như sau. Chiều ngang của nó là 42,5. Chiều dài của cái mặt trên này nha các bạn, mình đang đo mặt trên, chiều dài của nó là 59. Và chiều cao của nó là được 16 cm. 16 cm. Ton nó dày được 2 ly các bạn. Một cái bồn rửa mà có ton dày đến 2 ly thì các bạn biết cái độ chất của nó cỡ nào rồi ha. Ở đây chúng ta có cái móc để chúng ta móc vào đây như thế này ha. Và cái bồn này nó có xuất xứ rất là hấp dẫn ha. Một cái bồn đến từ Snap-on Mỹ và mới chưa sử dụng, sản xuất cho thị trường Mỹ. Điện zin của nó là 120V các bạn. 120V. Ở đây là một cái backlist của nó đây. Desna 203. Ở trong đây nó gồm có những cái chi tiết linh kiện như thế này. Khay, vòi rửa, hệ thống bơm phía sau, dây nguồn, công tắc, nối. Ok. Nhắc lại ha, điện zin 120V, chúng ta có thể sử dụng điện 110 vẫn ok, không thành vấn đề. Và cái ở đây nó có cái phiếu bảo hành nữa các bạn. Phiếu bảo hành luôn. Snap-on. Và giá mới của nó thì hết sức nổi da gà trong thời tiết nắng nóng như thế này. Nhưng mà mình chắc cái giá mới của nó thôi thì lạnh toát mồ hôi. Ok. Nhưng mà hôm nay mình TV Zalo cho các bạn cái bồn rửa này với giá 5.500.000. 5.500.000. Ok. Một cái bồn rửa mà có độ dày to lên tới 2 ly, được sơn tĩnh điện màu đỏ nha các bạn. Sơn tĩnh điện màu đỏ. Sản xuất tại Mỹ. Cả cái hệ thống bản lề nó đây. Ở đây là cái rãnh này, chúng ta đổ dầu vào đây và nó sẽ đưa vào hệ thống bơm phía trong này, nó bơm từng hoàng ra. Và chúng ta cứ việc điều chỉnh cái vòi và chúng ta để tuôn ra, chúng ta vệ sinh, chúng ta rửa đây. Và có thể là chúng ta sẽ lót thêm cho nó một cái mút lược các bạn. Thứ như kiểu trong hồ cá của mình đó, bây giờ mình thấy trên mạng họ hay giới thiệu bán những cái dạng mút lược 8D hay là 4D gì đó, nó nhiều lớp đó. Thì thứ nhất là nó chặn cái phần cặn để mà nó bảo vệ cho cái bơm, hệ thống bơm dầu của chúng ta nó tốt hơn, nó bền hơn vậy thôi chứ không gì hết.
thì chúng ta nên có một cái lưới, một cái miếng lót đó, chúng ta để phía dưới mặt này, giống như kiểu cái miếng lót hồ cá đó, nó có bán đó, thì cũng rẻ thôi, thì mình nhớ là nó có size chuẩn của nó thôi, thì mình mua một miếng, mình đo theo kích thước của cái bồn của mình á, kích thước mặt trong của cái này, kích thước mặt trong lọt lòng của nó là 38 nha các bạn, 38 chiều ngang bên đây là nó được 40, là kích thước lọt lòng ha, 38 40. Ok. Rồi tí nữa mình sẽ mở cái nắp bên này lên để cái kiểm tra cái bơm của nó không nhỉ. Này. Mình sẽ mở cái nắp bên này ra để chúng ta kiểm tra cái bơm phía trong này của nó. Là lần đầu tiên khám phá một cái bồn rửa có giá lên tới 2.000 đô, một cái bồn rửa nhỏ nhắn xinh xắn mà giá lên tới gần 2.000 đô rồi, rất kinh khủng khiếp nha, rất là kinh khủng khiếp. Và chúng ta khui thùng trong đây ra xem, kiểm tra cái bơm nó có gì đó đặc biệt không mà giá nó lại đắt đến như vậy. Hệ thống bơm này nó công suất cũng là 120V 60 Hz 0.9A 0.9A. Ok. Mới từng 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 ha. Và cái hệ thống bơm này cũng được treo lơ lửng các bạn, treo lơ lửng. Tuy nhiên chúng ta như lúc nãy mình có chia sẻ đó, chúng ta nên để cho nó một cái phần lọc phía dưới để nó đảm bảo cái tuổi thọ cho cái bơm của mình ha. Rất là dày dặn và chắc chắn, dày dặn và chắc chắn ha. Zin của nó không có lông đờn thì mình cho nó lông đờn. Năm triệu rưỡi. Cắm điện vào test thử nha các bạn. Máy chạy khá êm ha. Máy chạy khá êm. Rất là đơn giản, một cái bồn mà rửa dầu, bồn rửa dầu rất là xịn sò, đến từ một thương hiệu thật là đắt đỏ. Okay. Mình sẽ cân trọng lượng của cái bồn rửa này cho các bạn ha, cân trọng lượng nó nha. Trọng lượng của nó là 13 ký 2 nha các bạn. 13 ký 2. Khá là dày ha. To dày tới 2 ly mà. Ok. Đến với cái chuyên mục đồ hơi hôm nay, chúng ta đầu tiên chúng ta đến với những cái van khóa hơi. Và cái van này nó size lớn nha các bạn. Lỗ trong lỗ ngoài là 17, chân rang 17 ly ha. Tích hợp dành cho những cái đường hơi khóa tổng từ cái bình hơi đưa ra ha. Răng 17, răng trong răng ngoài 17 ly ha. 17 ly, sát lớn cái đường hơi nó theo hướng mũi tên mình ha. Đường hơi sẽ đi từ đây đi vào, đi ra ở đây ha. Mở khóa và cũng đã được test kiểm tra. Ok ha. Cái này Zalo cho các bạn với giá là 200 ngàn một cái nha. Cái này là khóa hơi dành cho những cái van tổng, hoặc là chúng ta dùng cho những cái thiết bị lớn như là những cái súng bu lông lớn ha, những cái súng bu lông dạng lớn, chúng ta lắp cái này vào để khóa hơi trực tiếp từ cái phần đuôi cấp áp của nó luôn. 200 ngàn một cái nha các bạn. Size 17 ha, răng 17 ly. Ok. Ở đây mình có tổng cộng 5 cái ha, có 5 cái thôi. Ok.
Tiếp theo là một cái vòi bơm, vòi bơm với hai đầu bơm các bạn, hai đầu bơm ha, dùng bơm lốp xe ô tô, xe máy đồ vân vân các kiểu. Và tình trạng cái này nó gần như mới luôn, gần như mới luôn, may ra bằng ha, may ra bằng. Cái vòi bơm này giao lưu cho bạn với giá là 250.000, 250.000. Okay. Một cây súng vít của Max, một cái súng vít của Max, mã nó là 750B, Max 750B. Con này hai búa ngang, chỉnh áp 4 số, đảo chiều ngay cò. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 600.000. 600.000, chúng ta có một cây súng vít. Sử dụng cái mũi vít 6.3 thông dụng, tức là những cái mũi mà lúc đầu mình tôi có giới thiệu cho các bạn đó ha, những cái mũi vít này nè là chúng ta sử dụng được cho cái đầu này. Ok. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái đầu chuyển như thế này, từ bắn vít chuyển sang bắn bù lông để chúng ta bắn những cái vị trí như là ốc nồi, xe tay ga đó, bắn cái nắp nồi khô của nó ra để chúng ta vệ sinh này kia đó ha. Hoặc là chúng ta dùng để bắn những cái tôn, bắn tôn lên cái xà gồ nè, cửa nhôm, cửa sắt đồ á. Okay. Thì nó có những cái dạng đầu chuyển sang 8 ly, 10 ly thông dụng, 12, 14 vân vân. Ok. Nhắc lại ha, con này là hai búa ngang 4 số. Khá là mạnh và kiểu dáng thiết kế hiện đại, gọn nhẹ nhưng mà bạo lực. Một cây mở ốc gầm ha, mở ốc trong vị trí góc hẹp. Đầu 3/8 tức là 9/6 nha các bạn. Nhỏ gọn, rất là gọn. Đây. Mây ra bằng ha, mây ra bằng rất là nhỏ gọn mini ha. Cái này nó của hãng Shinano các bạn, Shinano Oil Daily, tức là khi chúng ta sử dụng cho dầu trực tiếp vào đây, cho dầu trực tiếp vào đây, đảo chiều ở đây ha, đảo chiều. Con này nó sử dụng nhông, sử dụng nhông đẩy và mở nó như một kiểu súng trợ lực các bạn. Chúng ta thao tác mở nó như kiểu súng trợ lực, và những vị trí góc hẹp, góc kẹt chúng ta mở lắp ốc đầu này kia ha, rất là vừa lực và thao tác hỗ trợ cho chúng ta rất là hiệu quả. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 450.000 mini, nhưng mà rất là dễ thương, khá đẹp ha. 450.000. Cái đầu này đầu 3/8 cho là 9/6 nha các bạn, thông dụng, thông dụng cho những cái đầu khẩu tiếp dạng 3/8 á, đầu 3/8. Một cái dạng nhỏ nhưng mà khá là bạo lực á ha, ớt hiểm mà. Đảo chiều hai chiều hoạt động tốt rồi. Không có giữ nổi cái đầu nữa. Dạng nhông nhưng mà khá là mạnh á ha, con này dạng nhông nhưng mà thuộc dạng khá mạnh á. Okay. Có những vị trí góc hẹp, những cái con ốc bu lông nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có những cái cây mở trợ lực mini như thế này thì nó giúp ích cho công việc chúng ta thao tác rất là nhanh và hiệu quả ha. 450.000 một cái cây của Shinano. Một cây đục hơi của Toku, một cái đục hơi của Toku các bạn. Toku máy ra băng ha. Cây này nó sử dụng cái mũi đục cũng dạng sai trung ha, sai trung, mũi đục 16 ly, Toku máy ra băng ha. Cây này giao lưu cho bạn với giá là 900.000, 900.000, khá là bạo lực nha các bạn. $900k.
một cây dạng đục quai sắt của Toku. Rung rinh cái bàn luôn. Rất là bạo lực. Êm, hoạt động tốt. 900k một cây đục của Toku Made in Japan. Một cái van hơi các bạn, một cái van hơi. Van hơi này của hãng SMC Made in Japan ha. Đây. SMC Made in Japan. Đây, cái đường cấp hơi nó phía dưới này các bạn. Nó có một cái đường cấp hơi vào và hai cái đường đưa hơi đưa ra. Made in Japan SMC. Cái van hơi. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 300.000. Van hơi. Chuyên dùng cho các bạn dùng trong cái ben hơi, cái dạng ben hơi, hoặc là chúng ta dùng cho những cái thiết bị điều chỉnh, chúng ta dùng điều chỉnh những cái máy mài chỉnh hơi, nhiều thiết bị. 300k hoặc là dùng cho các cái hệ thống mà các bác hay dùng cái ben hơi thủy lực trong các làm cái khuôn mẫu hay là các cái ngành liên quan thì chúng ta vẫn hay sử dụng những cái van hơi như thế này để chúng ta thay đổi cái đường cấp hơi của nó đóng mở. Cái van hơi này cấu tạo của nó được làm bằng nhôm đúc nha các bạn, nhôm đúc. Và nếu mà chúng ta không muốn sử dụng những cái đường hơi phía dưới này, chúng ta có thể dùng cái mua những cái tán bít, chúng ta bít lại, chúng ta có thể trổ những cái đường hơi phía trên này tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình thôi ha. Ok, thì nó cũng đi ra thông với nhau vào những cái lỗ mà họ đã khoan sẵn rồi. Thì bên kia họ sử dụng những cái đường hơi phía dưới này, họ bắt lên cái bề mặt thì họ sẽ không dùng những cái đường bên lưng hông này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tùy theo nhu cầu sử dụng của chúng ta thôi, chúng ta có thể trổ những cái đường hông đây và viên răng. Để chúng ta sử dụng tùy mục đích sử dụng thôi. Ok, SMC Made in Japan 300k cho cái van hơi này. Một cây mài gốc của Fuji. Cây này là một cặp song sinh với cây đã giao lưu hôm trước các bạn. Tình trạng nó thì như nhau thôi, nhưng mà một số bác cũng lăn tăn, không biết là nó có mới những cây kia không, thì cũng có yêu cầu mình gửi cái review riêng. Nhưng mà do cái thời gian công việc nó cũng hạn hẹp nên thông cảm là các bác lên xem chung với mọi người lên cho nó vui. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu lại cái cây này. Thì sử dụng đá 125, tua là 8.500 dòng 1 phút, đét cũng là 214, Made in Japan ha. Con này đời cao, hết đét 214, cặp te, zin, đi kèm. Và ốc cửa chặn là còn đầy đủ zin hết các bạn. Đây. Đây là cái nắp đậy cái phần bô thoát của nó ha. Vẫn là cái cò vặn nè. Off, on. Chúng ta điều chỉnh nó nhiều cái điều tốc ha. Ok. Và ở đây là cái lớp lâm bê, nó còn chưa lắp đuôi chuột luôn các bạn. Cái này còn chưa lắp đuôi chuột vào luôn. Giá giao lưu cho bạn vẫn là 800.000 ha. Vẫn là 800.000. Con này là nó sử dụng cái răng 17 ha. Mình sẽ gắn một cái đầu giảm xuống răng 13 để chúng ta dùng những cái đuôi chuột thông dụng này. Chúng ta dễ tìm. Ok. 800k cho cái mài gốc 125, sử dụng đá 1/25 của Fuji. Rất là bạo lực nha các bạn. Rất là bạo lực. Ok.
cái độ mới của những cái cây mà còn cao thì cái việc phản ứng hơi của nó rất là nhạy và nó sẽ tiết kiệm hơi hơn. Hoạt động hoàn toàn bình thường, không nói là rất tốt nữa ha. Ok, 800.000. Một cây bắn bu lông gốc, cũng là đầu 3/8, như con này dùng búa ha, chứ dùng búa. Thương hiệu Uri, máy ra băng các bạn. Tình trạng cây này khá mới nha, khá mới. Uri, con này dùng hai búa đứng rồi. Đảo chiều ở đây, đảo chiều ở đây. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 600.000. 600.000. UW6ASLK Uri. Cái phần đầu này nó bằng giống như là gan ha, gan đúc. Phần thân này là ở nhôm. Cò đảo này là bằng đồng. Cò đảo này bằng đồng nha các bạn. Tình trạng khá mới ha, khá là mới. Sơn zin. Cái này thì cũng chúng ta tháo ốc gầm ốc gác chân máy này kia rất là hiệu quả các bạn. Nó dùng búa nên nó giặt trực tiếp ra luôn, nhưng chúng ta không phải kiểu mở trợ lực giống như cây mini kia đâu. Đảo chiều. Okay. Lực vừa phải và thiết kế phần thân nó cũng gọn ha, nhỏ hơn cái cổ tay mình nữa. Chiều dài nó được khoảng 26 rưỡi cm thôi. Rất là thuận tiện để chúng ta thao tác trong nhiều cái vị trí góc hạt, góc kẹp. Chúng ta mở bu lông. Đầu 3/8, 9/6 ha. Một cái cây xịt quá chất hoặc là thổi cát chơi được hết ha. Của 3M ở đây chính áp trên đây ha. Cái ống này chúng ta cắm cho nó một cái ống cho vào cái xô cát là chúng ta có thể có ngay một cái súng bắn cát. Cái mã của nó đây 8996 3M. Tình trạng khá đẹp nha các bạn, khá đẹp ha. Đầu ống này dày à, chúng ta có thể dùng áp dụng nó dùng để thổi cát hoặc là thổi những cái chai dung dịch để xịt gầm cho xe ô tô rồi kia đó ha, xe tải nữa, những cái dung dịch lên cốt đó để xịt gầm á. Nó thiết kế cái đường này nó chúng ta có thể ứng dụng để chúng ta dùng để thổi cát luôn. Thổi cát luôn. Ok. Cái cây này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. Chỉnh áp nó luôn. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể dùng nó như một cái cây thổi bụi xịt hơi bình thường ha. Không thích tháo này ra ha, bịt cái lỗ lại. Như cây xịt hơi thổi bụi bình thường. Có chỉnh áp. Một cây đục của hãng NPK. Khá là mới các bạn. NPK. Major bằng. Cái này dùng để đục cạnh ha, đục sỉ hàng nè, đánh rỉ hàng, đục sỉ hàng, đục những cái bát phốt, chén cổ, đóng chén cổ rồi này kia. Nói chung là nhiều cái ứng dụng này chơi cho nó được ha. Cái cây đục này giao lưu cho các bạn với giá là 600.000. Khá là bọn mạnh nha các bạn. Việc tháo lắp cái mũi nó cũng hết sức đơn giản ha, chúng ta chỉ việc kéo cái lẫy nó xuống là chúng ta tháo mũi ra thôi. Và chúng ta canh theo vị trí cái viên bi của nó đó là chúng ta thả nó vào. Đơn giản thế thôi. 600.000, một cây đục của NPK khá là mới đẹp các bạn. Ứng dụng được nhiều cái vị trí thao tác khác nhau. Và đây cũng là cái sản phẩm sau cùng của video giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Minh TV Tool.
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.